Đoạn clip được ghi lại từ một quán ăn A. Ngay buổi tiệc sinh nhật của mình, cô gái trong trang phục xinh đẹp đang bước vào quán ăn để ăn mừng sinh nhật cùng nhóm bạn. Sau khi hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật, bất ngờ nhóm các thanh niên này lại úp bánh kem vào mặt cô gái. Cả nhóm xảy ra một cuộc tranh cãi lớn và quá trình diễn ra sự việc đã được camera tại quán ghi lại toàn bộ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Câu chuyện đùa giỡn giữa những người bạn bằng cách úp bánh kem vào mặt đã diễn ra rất nhiều lần. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ vui vẻ với hành động trên. Video này cũng như là một lời cảnh tỉnh cho các bạn trẻ thường xuyên có những hành động như nhóm bạn trong video này, hãy suy nghĩ lại về tính chất nghiêm trọng của nó. Dù bản thân mình thấy vui nhưng hãy nghĩ đến cảm xúc của người hứng chịu những trò đùa đó, về những hiểm nguy luôn rình rập đằng sau trò đùa tưởng chừng vô nghĩa này để tránh những rủi ro không đáng có.